Vậy là chính thức tựa game Revenant Lightning đã ra mắt toàn cầu rồi anh em nhé. Đây là bản chính thức chứ không phải là như những cái bản test khác nữa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng anh em trải nghiệm tựa game này và gửi đến cho anh em gift code dùng chung cũng như là hướng dẫn anh em cách tải cái tựa game này nữa. Đây là một cái con game dạng turn based đánh theo lượt với cái cốt truyện, với cái âm thanh và cái hình ảnh khá là đẹp mắt anh em nhé. Được rất là nhiều anh em hóng đợi. Nên là hôm nay sẽ quyết định có cái video review cho anh em. Ở đây thì hiện tại thì mình vẫn chưa thấy có cái tính năng auto của cái tựa game này anh em nhé. Nên là cũng chưa rõ thế nào được. Nhiều anh em nhìn thấy những cái game không có auto thì anh em sẽ không khoái lắm. Nhưng mà đối với nhiều anh em thì cái vấn đề này nó cũng là một cái vấn đề khiến cho anh em khá là thấy thú vị và hấp dẫn. Nên là mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau, cái sự yêu thích khác nhau. Nên là chúng ta cứ trải nghiệm thôi. Hợp thì hợp mà không hợp thì cũng hợp anh em nhé. Chiến hết. Kéo sang đây. Nó là một dạng kiểu ghép bài đó anh em. Phát nữa này. Nó có 3 thẻ nhưng mà mình chạy ở đây tại vì là mình kéo sang kia để mà ghép một thẻ rồi. Nên là nó sẽ mất cái turn đó. Anh em muốn nạp game uy tín giá chiết khấu 25% cực ngon. Hãy liên hệ ngay thông tin trong cái hình ảnh trên. Hỗ trợ nạp 24 trên 7 cả ở Zalo và Facebook nha. Ok. Một thẻ Jungler này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái thẻ nào ghép không nhỉ? Thẻ này ghép đẹp này. Lấy 2 sao này. Ok luôn. Thẻ càng nhiều sao thì sát thương gây ra càng lớn thôi. Thẻ thì nó sẽ có cái dạng thẻ búp, dạng thẻ tấn công rồi là dạng thẻ ép lên cho những kẻ địch của chúng ta những cái hiệu ứng xấu. Kiểu như vậy. Chứ rồi không có cái thẻ xịn nào ở đây à? Một này. Chúng ta sẽ có hai này. Ghép vào. Con game này nếu mà anh em muốn trải nghiệm nó tuyệt vời nhất thì anh em nên bật âm thanh của cái tựa game này lên. Và game này được nhận định là cái game có cái âm thanh rất là hay, rất là thú vị. Tiếp tục chúng ta đang một cái thẻ 3 sao anh em. Một thẻ 3 sao. Đấm vào. Sau đó thì kéo sang đây. À, chúng ta sẽ có con cái thẻ. Ô, nó chưa kịp ghép vào hay sao, hay là mình nhầm nhỉ? Tối đa của nó là sẽ là cái thẻ 3 sao em ạ. Mình cũng chưa test gift của con game này xem nó có hay, nó có nhiều quà hay không. Đấy. Đến cái thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có cái tính năng auto. Nên là cũng không nói gì được. Ở đầu game này chúng ta chịu khó trải nghiệm gameplay thì đã nha. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái phần khác. Level 25. Cao này. Chiến luôn. Ở đây là phần tăng tốc x2 nha. Ở góc trên cùng của tay phải chúng ta đây là phần x2 trận đấu này. Còn đây là phần dừng trận đấu. Ở đây sẽ có một cái tính năng nữa, đó là một cái dạng kiểu như là tạo ra một cái thẻ. Thẻ thẻ có thể là ghép bất kỳ cái thẻ nào thành 2 sao ấy. Còn ở phía dưới này thì mình chưa rõ cho lắm. À, lấy 40 điểm nó sẽ ok hơn so với cái điểm 25 này. Một thẻ xịn này. Ở đây có 1, 2. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ ghép cái thẻ cuối này vào. Ôi, con quái này nó trâu vậy. Châu chắc được đánh lâu nó cũng chết thôi anh em ạ. Một thẻ tiếp theo. Chúng ta sẽ có một này. Kéo sang đây. Đấy, nên được 2 sao rồi. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ có thêm lên thẻ 3 sao luôn anh em ạ. Ghép này. Chiến luôn, một thẻ đi búp. Nó là một cái thẻ hiệu ứng xấu vào kẻ địch. Đó. Tạo một hiệu ứng xấu lên kẻ địch. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile. Anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Game này đẹp phết đấy anh em ạ. Không đến nỗi nào đâu. Thôi. Bị không thể nào, nó bị hóa đá rồi nên bây giờ không thể nào dùng chiêu được. Một này. Kéo sang này. Thẻ 2 sao này.
Tiếp tục bị hóa đá nâu thế nhỉ? Đừng búp máu nha. Đấy. Ảnh con game này rất đẹp nha. Đánh nó mất thời gian phết. Một thẻ, hai thẻ. Thẻ thứ ba, còn lại những cái thẻ khác đã bị khóa đá rồi. Mỗi nhân vật thì nó sẽ có những cái thẻ khác nhau. Tiếp theo. Ấy dạ. Cũng đau đấy. Ấy dạ. Rồi hóa đá đến 2 tơn luôn anh em ạ. Sao nắm chiêu đây. Ui chà. Trận này có vẻ hơi căng này. Lại tiếp tục bị hóa đá tiếp. Rồi chúng ta chỉ còn 2 thẻ thôi. Thẻ thứ 3 kia đã bị hóa rồi. Cái này là tí phải tăng cấp nên xíu đã. Hiện tại thì kiếm XP cho nhân vật khá là khó. Đây có 3 thẻ kéo sang. Lấy một cái thẻ 3 sao. Đoạn. Đây là cái chiêu Ultimate anh em nhé. Có những cái dạng thẻ Ultimate. Cái dạng thẻ Ultimate nó khác bọt với những cái dạng thẻ thường. Tiếp tục là Ultimate của quái. Ôi, chiêu này đẹp. Kiểu gì cũng có một em tử vong rồi. Đến hai em tử vong luôn. Không biết có sao sọp gì hay không. Thôi. Đánh đấm cái gì nữa. Một em ra hỗ trợ. Tấn công này. Thêm một thẻ búp vào nữa. Trận đấu này có vẻ. Con game này có vẻ khá là căng não. Một em tiếp theo đã bị tử vong và chúng ta còn một thẻ nữa thôi, còn một nhân vật sở thẻ nữa thôi. Đừng bị hóa đá là được, mất thời gian. Chết này. Ok. Quá mất thời gian với một cái trận đấu anh em ạ. Nó bảo là phải clear cái round này, à có clear cái ải này nó chỉ là 10 round thôi thì sẽ được một sao nữa. Vì thế thì nó quá mất thời gian. Mình cũng hết XP để nâng cấp rồi. May là con game này ở đoạn đầu nó cho anh em có cái phần skip qua cốt truyện ấy. Chứ một con game này trước đó lúc đầu thì hình như nó là một dạng game cốt truyện. Nó không cho skip. Ok, bây giờ thì mình sẽ gửi đến cho anh em bộ game code dùng chung nha. Có thể anh em click vào cái phần này ở phía dưới này. Đấy, sau đó thì ở đây nó có cái phần setting. Và ở đây nó sẽ có cái phần đó là code reward. Phần nhận quà đó anh em. Code đầu tiên là chúng ta anh em nhập vào đây cho mình. Anh em có thể là copy cái phần mô tả của video. Đấy, chúng ta có 60 viên ngọc với lại ít vật phẩm của thợ game. Chúng ta sẽ có cái code dùng chung thứ hai. 50 ngọc với lại ít XP. Rồi, đấy là hai cái kiểu code dùng chung hiện tại có cái thợ game này nha. Game hiện tại có hai cái code thôi, không có nhiều. Có code là ngon lắm rồi anh em ạ. Không đòi hỏi gì được hơn 100 luôn cả. Clear cái ải bao nhiêu được 100 luôn. Đây là một dạng Battle Pass của game. Phần triệu hồi của chúng ta đây. Phần triệu hồi nha. Ở giai đoạn đầu nó sẽ cho anh em một cái phần triệu hồi 30 lần. Có thể là X10 một phát đầu ra luôn. Cũng có thể là 30 lần nó mới ra. Và nó sẽ ra một cái nhân vật 6 sao. Đây là nhân vật 6 sao của mình em nhé. Đây là cái nhân vật 6 sao của mình đây. Đó, rất là đẹp, rất là quyến rũ, nhìn nó rất là lịch lãm em nhé. Bây giờ thì mình sẽ up cái level lên. Đương nhiên là dồn vào những cái em 6 sao rồi. Đây là phần tăng phẩm. Nó là một dạng tăng giới hạn level lên đi. 2 này. 2. Chúng ta sẽ lựa chọn cái rồi, ok. Có 12 viên thôi. Cần thêm 3 viên nữa. Hết rồi. Vào shop mua thôi. Tính sau vậy. Nâng cấp nhân vật thì có up cái level lên, sau đó thì tăng cái giới hạn level lên này. Ở đây thì chúng ta sẽ làm một dạng kiểu tăng cái phẩm, tăng cái phẩm gì đó anh em nhé. Đây là phần kỹ năng của nhân vật. Đây là phần nâng cấp sao. Khi mà chúng ta gacha trùng thì nó sẽ ra một cái thẻ trùng. Và chúng ta sẽ dùng cái thẻ trùng đó để nâng cấp cái level. Nâng cấp cái sao em ạ. Nhầm. Rồi, thì tạm thời là gameplay như vậy. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần hướng dẫn anh em cách tải cái tựa game này nha. Tải trên Android và iOS. Để mà tải cái tựa game này thì anh em hãy vào trình duyệt web của anh em. Sau đó thì truy cập vào website đó là tab.io. Vào đây thì nó sẽ hiện cái giao diện như này. Đấy, nó sẽ hiện cái giao diện như này nha.
anh em click vào cái phần open with tab tab này, sau đó thì nó sẽ tải cho anh em một cái file APK về. Đấy, sau đó thì anh em cài đặt cái file APK đó thôi. Còn những anh em nào đã tải và cài sẵn tab tab rồi thì anh em chỉ cần ấn cái phần open with tab tab là nó sẽ tự động mở cái phần mềm tab tab lên cho anh em. Rồi, đây rồi. Ở đây thì chúng ta có thể là vào cái phần game để mà vào cái phần bảng xếp hạng tải cái tựa game này. Con game này đang được top 2 ở bảng xếp hạng game gọi là dạng game nhiều người chơi đấy anh em. Rồi, hoặc là anh em có thể là trực tiếp tìm ở trên cái tựa trên cái phần tìm kiếm đó là Reverse. Đấy. 1999 này. Sau đó thì anh em cài đặt game thôi. Ở đây thì mình đã cài rồi nên là nó báo play, còn nếu mà anh em chưa cài nào thì nó sẽ báo đó là cài đặt hoặc là install. Đấy, tải về và cài đặt anh em nhé, rất là đơn giản như vậy ở trên Android. Còn ở trên iOS thì anh em có thể là chuyển vùng sang bất kỳ khu vực nào để có tải cái tựa game này, không cần phải lo lắng cái gì cả. Cứ trừ Việt Nam ra là chúng ta có thể là tải cái tựa game này thôi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển vùng sang khu vực của Mỹ để mà tải cái tựa game này nhé. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha.